chân dung của thầy giáo xin nghỉ việc vì không chấp nhận dối trá trong trường học. mới đây, ông Trần Ngọc Sơn, giáo viên trường tiểu học An Lợi Long Thành Đồng Nai đã viết đơn xin thôi việc. lý do ông ta đưa ra là công tác cho một cơ sở giáo dục nhưng có quá nhiều điều phi giáo dục, tầm nhất là vấn nạn dối trá. tuy nhiên, anh em dân chủ đã nhanh chóng tóm được vài dòng chữ trên và chia sẻ nhiệt tình, ra sức tô đen bức tranh giáo dục ở Việt Nam. Tuy nhiên, báo chí nhanh chóng bóc mẽ thầy giáo này đưa ra lý do xin nghỉ việc chỉ là bình phong dối trá bởi ông ta cũng đang chuẩn bị đi du học Canada, vợ cũng xin nghỉ việc. Hóa ra, động cơ thực sự dẫn đến việc nghỉ xuất phát từ nhu cầu cá nhân, lý do đưa ra chỉ là cú PI vì động cơ đen tối. Sự việc phơi bày rõ nét hơn khi dân mạng tìm hiểu về tương tác trên Facebook cá nhân của vị thầy giáo, hóa ra từ rất lâu đã là bạn bè gắn bó like, xe với đám giận chủ trong và ngoài nước. Chưa hết, qua màn đào Facebook của Facebooker Lê Dũng Anh, ta thấy rõ một một đây là anh giận chủ chính hiệu, từ rất lâu đã ẩn mình trong vỏ bọc thầy giáo. Tưởng anh cựu thầy giáo kia là anh hùng chống tham nhũng kiểu gì, lọ mọ vào tìm kiếm trang cá nhân của anh, hóa ra anh lại là một anh dân chủ chính hiệu, đấy là tôi còn nói nhẹ nhàng đấy. Nào là anh đòi tự do cho đối tượng phản động Trần Huỳnh Duy Thức, chia sẻ bài viết bôi nhọ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bôi nhọ chính sách tiêm vaccine của chính phủ, rồi kết bạn với những kẻ như Mạc Văn Trang, Nguyễn Ngọc Chu. Với những nội dung trên, tôi thừa hiểu anh cũng là loại ba que sò lá, cũng chẳng phải thầy giáo tốt đẹp gì với độ óc tiêu cực như anh nhìn đâu cũng là xấu xa giả tạo, bảo sao anh lại mạnh mồm nói môi trường giáo dục lại tầm lợm và phi giáo dục? anh ra là đúng, vì ở trường học không thể có một thầy giáo mà không có ý thức chính trị sai lệch về nhận thức tư duy. may anh nghỉ việc chứ không một cơ số học sinh sẽ bị bôi lem vì anh. tôi cũng phê bình bắt giám hiệu nhà trường, không biết các vị nắm bắt tư tưởng chính trị của giáo viên như thế nào, lại để một kẻ như trần ngọc sơn lại nhiều năm đứng trên giảng đường nhà trường. đáng nhẽ các anh phải tống cổ anh này ra khỏi trường từ rất lâu rồi chẳng phải để đến khi anh ta viết đơn nghỉ việc bôi xấu cả trường như thế này thì mới bị phát hiện vậy đã rõ mặt thật rồi nhé